Bạn đang xem video trên kênh YouTube nghệ sĩ Hoàng Hải Official. Như Phúc Thế Trung phò mã, làm sao chàng có thể vào đây được? Hoàng thượng cho phép ta vào đây thăm nàng. Phò mã, thiếp bị quan. Ta biết mà. Đến bây giờ thiếp cũng không hiểu vì sao vì Thái hậu lại một mực cho rằng Như Phúc đế cơ đã chết. Còn thiếp, thiếp là kẻ giả mạo, trong khi thiếp và người đã từng gặp nhau khi còn lưu lạc ở Kim Quốc. Ta tin nàng, hoàng thượng cũng tin nàng, nên mới không tước bỏ xưng hiệu đế cơ. Chỉ giam lỏng nàng ở Nguyệt Lâu này chờ đại lý tự thẩm án. Như Phúc, ta nghe cung nhân nói mấy ngày nay nàng chẳng buồn ăn uống. Đây, ta có mang chén canh sâm đến cho nàng. Đa tạ phò mã. Kìa, nàng trông gầy đi nhiều lắm. Như Phúc, ta còn nhớ lần đầu mình gặp gỡ. Manh hàng y cô lẻ giữa trời đông, trời cũng thương reo rắc tiếng tơ lòng. Kẻ lỡ bước lát đường vào lối mong. Lúc ấy ta chỉ muốn sưởi ấm cho ai bằng ngọn lửa tiên. Mình ôm trọn cuộc tình ngập ngừng khi chớm yêu, tiếng tơ dạt dìu ngỡ như tiêu thiêu ru ta quên ngày tháng. Phùng hiệp qua mừng ngại vui đua qua, chẳng mơ công hồng chỉ mong tâm đầu, lời thề luôn khắc sâu. Bao dòng cuộc đời quyết không xa rời, ta bên nhau trọn kiếp. Chỉ duyên đầu gãi đôi nhịp cầu, sợ
trăm thương ly sầu, trăm thương ngàn nhớ dính biệt ngàn đời, mãi mãi chia lìa nhau. Dù có như thế nào ta cũng sẽ luôn ở bên nàng. À, Thế Trung, chàng đã tìm gặp Hỷ Nhi chưa? Hỷ Nhi đã theo thiếp từ nhỏ đến lớn, từ Đại Tống cho đến Kim Quốc. Chỉ cần tìm thấy Hỷ Nhi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Ta đã tìm thấy Hỷ Nhi rồi. Chàng đã đưa Hỷ Nhi đến gặp Hoàng Huynh chưa? Người cũng đã gặp rồi. Vậy người đã biết được sự thật, tại sao người vẫn giam thiếp ở Nguyệt Lâu này? Vụ án của nàng đã gây chấn động khắp kinh thành, nên ngài muốn đợi đến buổi thượng triều sáng mai, đưa Hỷ Nhi đến trước sân rồng thẩm án, rửa sạch hàm oan cho nàng và bác bỏ lời đồn của thiên hạ. Thế thì hay quá. Chỉ cần đến sáng mai là thiếp sẽ không còn bị giam ở đây nữa. Phải, sáng ngày mai nàng sẽ không còn ở đây nữa. Phò mã, tại sao chàng lại khóc? Không, ta có khóc đâu. Như Phúc ơi, nếu một ngày ta lỗi đạo phu với nàng, vì đã không tìm Hỷ Nhi sớm hơn để nàng phải chịu khổ. Chàng đã tận sức thì làm sao tiếp lại trách chàng cho được. Như Phúc, chắc mấy ngày rồi nàng không được một giấc ngủ bình yên. Đến đây, nàng hãy ngã vào lòng ta, chợp mắt một lúc trước khi trời sáng. Thế Trung, chàng hát cho thiếp nghe có được hay không? Thiếp rất thích được chàng ru thiếp ngủ. Được, ta hát đây. Đây tiếng ca ru nàng say giấc nhịp, xin bóng đêm mang bình yên ở lại. Cơn bão giông đo đài thân má hồng, nghe xót xa nghẹn ngào tan nát lòng. Lãnh mệnh thế tử của khanh khư quân Phạm Thượng, tổng đế cơ lỏng giả thành chân. Nếu như khanh không đại nghĩa diệt thân, toàn gia quyến sử chu di tam tộc.
chào ta xuống tay. Người tôi yêu đã ngó sai, ta chỉ mong cho thời gian đứng lại, cho lứa đôi đẹp tình trong đêm. Nàng vẫn còn sống thì toàn gia quyến ta phải bị tru di tam tộc. Ta yêu nàng, nhưng còn cha mẹ ta và mấy chục mạng người của Cao gia, họ vô tội, họ vô tội, họ vô tội mà. Như phút nàng hãy hiểu cho ta, nàng hãy tha lỗi cho ta. Thế Trung, chàng định làm gì? Tại sao chàng lại muốn giết thiếp? Ta, Như phút, dòng dây quan trái đeo vào Như Phúc để cầu, chàng nỡ vô tình đoạn duyên lứa đôi, trúc mai phân kỳ thiệp nào lỗi chi. Xin nàng đừng trách ta, riêng nỗi niềm khó nói ra. Ta yêu nàng yêu thiết tha, nhưng làm sao nghĩa trộn tình yêu sao lương toàn. Ai xui mình giang dơ gió mưa phù phàng, yêu quanh đôi đàn nguyện ra tan. Đêm qua chúc khinh nước ba sinh thề thủy dùng, những ước mộng đôi mình yên quanh giao kề, nhưng vì sao những tâm dung tình chúc mai xót bay cho ai trong già mai u hoài, nhưng trời xanh lá lại vô tạo quá an bài. Lời yêu lúc xưa không hề đổi thay, nàng đừng buông những câu đắng cay. Sao đành tâm dứt đi duyên đầu, lòng nghẹn ngào không nói nên câu. Cánh quân lan truyền nàng ca mang danh, nhờ tay ta mở lối âm ti. Bạc qua như cơn mơ khi nghe lên phán quy, chờ chung cung tang thương quyên hương lìa đôi hương, nước mắt như mưa tuôn trong lòng. Nhưng vì sao nhân tâm đoan tình, ngài trùng phùng như giấc chim bao. Suốt thân cơ an lòng ngôn giữa cung gian, tội khi quân như phố chẳng phải Hỷ Nhi đã gặp hoàng huynh rồi hay sao? Tại sao lại như vậy? Thiếp muốn gặp hoàng huynh, thiếp muốn cùng Hỷ Nhi đối chất. Như Phúc, Hỷ Nhi,
đã chết rồi. Chết? Con người đã giết Hỷ Nhi để diệt khẩu. Ai? Ai đã giết Hỷ Nhi? Ai? Ai lại muốn hại thiếp? Người đó không ai xa lạ, chính là đương kim hoàng thượng. Tại sao? Tại sao hoàng huynh lại muốn đoạn tình huynh muội? Tiếp là em ruột của người mà. Ngày rời kim bang tống quốc, nàng liều thân tìm về. Nào ngờ thiên công xuôi hồng nhàn phái dương tham hình. Lòng người sâu hiểm chiếu vua ban dứt câu thâm tình. Ân khúc chưa tàn gió lẽ đau đời dương khổ sâu. Hoàng huynh sao nỡ ban án hình. Mùi xa thế gian. Mười mấy năm lưu lạc kim bang, nay thái hậu cũng đã trở về tông quốc. Về bảo vệ danh dự hoàng gia, mà hy sinh như phút để bí mật mãi chôn sâu dưới đáy hoàng mộ. Mối nhục tình khăn làm tan nát cơ đồ. Nàng và thái hậu đều bị bắt vào tẩy y viện để làm trò tiêu khiển của quân kim. Nay người ta bắt nàng phải chinh suy lặng im để che giấu nỗi ô nhục của đương kim. Vậy là chàng nước lệnh hạ sát thiếp theo ý của hoàng huynh. Phải, hoàng thượng vì muốn giữ bí mật của thái hậu nên đã lệnh cho ta tiễn nàng một đoạn sau cùng. Lẽ nào chàng nỡ xuống tay giết thiếp hay sao? Giữa nàng và mấy chục mạng người của Cao gia, ta chỉ có thể chọn một. Dạ, chàng đã chọn. Phải, ta không thể vì tình yêu của mình mà liên lụy cả nhà ba họ. Ta không thể, ta không thể nào bất trung bất hiếu. Nên chàng đành trở thành người bất nhân bất nghĩa. Nếu chàng đã quyết định, thiếp cũng đành chấp nhận. Đành chia biệt tình đầu, riêng ta phải ôm thương sâu. Tình để ta khổ đau riêng mình, đêm cuối bên người thương hơi ấm vòng tay. À ơi, ru nàng giấc mơ ngàn thu, kẻ ở người đi vì tôi quên thề giống phụ tình. Vậy thì chàng hãy siết chặt vòng dây để đôi ta dứt tình phu phù. Nếu phải chết trong tay đau phu thì thiếp chỉ mong sao được chứ.
chết dưới tay chàng. Em chàng lẻ tan vì mưa gió phố phàng, thoát khỏi kim băng trở về Tông Quốc. Sống cảnh bên chàng là những ngày tháng bình ngỡ rằng đời sẽ hạnh phúc triền miên, nào ngờ kêu ra hô tan mình chia xa mãi mãi. Ôi hoa rơi sao vô tình, nước chảy cuốn ngắm hoa trôi theo dòng xoay của cuộc đời. Chàng hãy ra tay đi, ra tay đi. Không, không. Vậy qua lệ sâu tuôn rơi, lìa dương gian cõi âm thiếp chậm chân dời, tâm không quán hờn chàng đừng đau thương. Không, nàng hãy mau rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Rời khỏi Lâm An để thân bình an, phu thê đoàn nghĩa dứt tình từ đây. Nếu quan sang mịt mờ, chờ để tầm mong chờ. Giờ quanh yếm lìa đôi, mong kiếp sau trút mài nỗi duyên mình đang dang dở. Tình như phút đáy cờ con lá trong giấc mơ, xa để kinh đăng trên tìm đường đạo sinh. Nghịch ý thiên nhân trái ngàn đành mạng, trăm năm hẹn ước xa cũng qua, khổ đau dương thân chàng. Thề xưa mãi nắng mang đồng sáng chung quách quang, thủy chung chẳng phải bé dâu vẫn không đổi thay. Chỉ mong tròn duyên mặc sông gió cuồng phong, mặc phong ba bão giông, thì quyết tâm bên chàng dẫu tàn đời qua. Chỉ cần Cao Thế Trung không còn trên thế gian này nữa thì hoàng thượng không thể nào xử tội Tru Di. Nàng yên tâm nghe ta, nàng hãy đi đi, đi thật xa, đi đi. Không, không, đi đi.
mình lại làm như vậy? Ta đã biết quá nhiều. Dù nàng có hy sinh thì hoàng thượng cũng không thể nào tha cho ta được. Nếu đã vậy thì ta dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống cho nàng. Thế Trung, Như Phúc, đừng khóc. Chẳng phải dù có chuyện gì, chỉ cần có ta bên nàng, chỉ cần ta hát cho nàng nghe, thì nàng sẽ không buồn nữa. Đừng khóc nữa Như Phúc. Thế Trung, thiếp yêu chàng. Ngàn lan trên hoa, suối uống quanh đồi núi, làng gió im tiếng, trăng lẻng nghe đôi mình hẹn hò yêu đương. Trời đất thơm thang, đôi lứa chung nhịp thở, tình đã lên tiếng, dòng bao dâng ngang trời không. Trên qua suối uốn quanh đôi núi, làm cho im tiếng, trăng lén nghe đôi mình hẹn hò yêu đương. Trời đất thênh thang, trời đất thênh thang, đôi lứa chung nhịp thở, đôi lứa chung nhịp thở, tình đã lên tiếng, dòng